các bạn đã đến với Phú TV. Trong video này mình sẽ dẫn các bạn tới một vùng đất đầy nắng và gió, đó chính là Đồng Hới, Quảng Bình. Đây là một địa điểm đầy nắng, gió, bãi biển đẹp và những hang động kỳ vĩ. Còn đây chính là bố của mình, người luôn đứng đằng sau ống kính camera những video của mình. Chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình khám phá của mình thôi. Chúng ta sẽ di chuyển bằng máy bay các bạn nhé. Đây là vị trí chỗ ngồi trên máy bay của anh em mình. Trước tiên cần phải thắt dây an toàn vào cái đã. Mình rất thích hình tượng lúc máy bay cất cánh, toàn bộ khung cảnh dưới mặt đất, những con đường, tầng sâu và ngôi nhà được thu nhỏ lại trong tầm mắt của mình. Khi máy bay bay lên cao, mình mới thấy đất nước mình tươi đẹp biết bao. Còn đây là một cảnh tượng không thể đẹp hơn, mình cảm giác như có tôn hoặc không đang bay lượn ở trên những đám mây vậy. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, máy bay cũng đã đến Quảng Bình. Nhìn qua cửa sổ, mình đã thấy cảnh bãi biển trong xanh trải dài xa tít khắp nơi đây. Bước xuống máy bay tại sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, cảm nhận đầu tiên của mình đó là cái nắng khô ở nơi đây. Mình sẽ phải di chuyển bằng taxi tới khách sạn nơi mình đặt phòng nhé. Nơi mình đi qua đây chính là sông Nhật Lệ. Các bạn có thấy những cột cát trắng dọc hai bên đường đi không? Sau khoảng 30 phút di chuyển, chúng tôi đã đến được khách sạn Selina. Mình sẽ làm thủ tục check phòng đã nhé. Và đây chính là phòng khách sạn của mình. Là như thường lệ, anh em mình sẽ có một màn thử độ êm của chiếc giường và check in bằng một vài bức ảnh kỷ niệm. Tối nay mình sẽ dẫn các bạn ra khu chợ ẩm thực để thưởng thức các món hải sản nơi đây nhé. Đây là khung cảnh về đêm tại Quảng Bình. Khi đêm xuống, ánh đèn làm như mọi thứ trở nên lung linh hơn. Trong chuyến hành trình này có sự góp mặt của ông bà ngoại, nhà cậu mình và nhà mình. Cả nhà mình lựa chọn ăn tối ở quán hải sản gần sát bờ biển để vừa ăn có thể tận hưởng được cái gió mát của biển và mùi hương của biển cả. Chính của mình là phải thưởng thức bia Huda và mực một nắm đấy các bạn nhé. Ngon lắm đấy. Và sau màn ăn tối sẽ là tiết mục trải nghiệm xe trip tại Quảng Bình nhé. Anh em mình rất thích điều khiển những chiếc xe này, đúng là một cảm giác rất đã. Thức dậy từ buổi sáng rất sớm để ngắm bình minh lên và tắm biển vào buổi sáng.
Bờ biển nơi đây rất sạch và đẹp, mình rất muốn lưu lại cảm giác vui vẻ nơi đây. Nơi khách sạn mình ở có phục vụ buffet sáng, các món ở đây rất ngon và hợp khẩu vị với đa số du khách. Mình sẽ cần phải nạp năng lượng để phục vụ cho một chuyến hành trình mới trong ngày hôm nay nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới một địa điểm khá nổi tiếng, đó chính là động Phong Nha, nằm trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, với di sản thiên nhiên được thế giới UNESCO công nhận. Xin chào các bạn, nơi tôi đang đứng đây chính là Phong Nha đệ nhất kỳ quan động các bạn ạ. Là mình sẽ xuống một số trong những chiếc thuyền ở phía kia các bạn nhé. Các bạn đây chính là lối để xuống bến thuyền nhé. Mình sẽ bắt đầu hành trình trên sông để đến với động Phong Nha Kẻ Bàng. Đi dọc bờ sông này chúng ta sẽ thấy được vẻ đẹp sơn thủy hữu tình như tranh vẽ vậy. Ngồi trên thuyền các bạn sẽ có cảm giác mát lạnh của hơi nước như xóa tan đi cái nóng của mùa hè. Sau khoảng gần 20 phút di chuyển, chúng ta có thể được động Phong Nha Kẻ Bàng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong hang động được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới để khám phá nhé. Động Phong Nha Kẻ Bàng hay động Phong Nha là một hang núi đá vôi được hình thành qua quá trình phong hóa kéo dài hàng triệu năm. Các bạn ơi, đây chính là động Phong Nha. Bây giờ các bạn sẽ theo mình đi nhé. Các thạch nhũ ở trong động dưới tác động của nước mưa đã làm cho đá vôi ở hang chảy xuống thành những nhũ đá vôi vô cùng độc đáo và lạ mắt. Có rất nhiều cách giải thích về tên gọi Phong Nha, những giải thích được chấp nhận nhiều nhất đó chính là dựa vào đặc điểm của hang. Phong tức là gió thổi từ hang trong động, nha nghĩa là răng, chỉ những thạch nhũ chảy xuống tua tủa ở trong hang động giống như răng. Phong nha tức là gió luồng từ những khe răng. Một điều vô cùng đặc biệt đó là khi vào đây các bạn sẽ thấy những cột đá với nhiều hình thù đa dạng như sư tử, kỳ lân, vô trầu, cung đình hay tượng Phật. Thì theo sự hình dung của các bạn, tất cả những thứ này như được nhào nặn từ bàn tay của mẹ thiên nhiên. Động Phong Nha Kẻ Bàng có thể xem là hang động có nhiều bãi cát, bãi đá ngầm rộng và đẹp nhất. Động có chiều dài khoảng 31,4 km, chiều rộng khoảng 30-100 m, có nơi rộng nhất lên tới 150 m. Đường kính vào hang khoảng 1 m, với chiều cao khoảng 60 m, có những nơi cao hơn đến 200 m, cùng những khối thạch nhũ đa dạng hình thù
được hình thành cách đây hàng triệu năm. Khi đi sâu vào trong, các bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một cung điện lộng lẫy tráng lệ dưới ánh đèn lung linh kỳ ảo. Sau khi kết thúc buổi tham quan hang động Phong Nha Kẻ Bàng, cả đoàn mình trở lại khách sạn nghỉ ngơi để hôm sau đi tham quan địa điểm khác nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi trượt cát cồn cát Quang Phú Quảng Bình. Các bạn cùng theo mình nào. Còn chai thì 8.000 một người đã đi cả về. Sau khi trượt giả xong, mình đã lựa chọn được một chiếc xe như này. Bây giờ thì đi thôi. Có thể quan sát được một vùng biển rộng lớn. Mệt không? Có. Sướng không? Có. Phải nói là chưa xong đi lên vô cùng mệt. Như vậy là video của mình đến đây là khá là rồi. Cảm ơn các bạn. Sau khoảng 3 ngày vui chơi thì cũng chính là lúc để chuẩn bị kết thúc một cuộc hành trình đồng hới Quảng Bình các bạn nhé. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để xem các tập tiếp theo nhé. Thân ái, hẹn gặp lại.